Quý vị chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ở hiện tại có vẻ như không có gì có thể ngăn cản được giá cả tăng của vàng. Ngay cả Cục Dự trữ Liên bang, vàng tiếp tục đạt mức cao mới khi thế giới ngày càng bất ổn, khiến nhiều người chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn, đến mức hiệu suất của vàng phần lớn đã thoát khỏi sự ảnh hưởng của lợi suất trái phiếu. Mà theo lịch sử, hai tài sản này có mối tương quan rất cao. Lãi suất chuẩn của Hoa Kỳ đang dao động ở mức 5,2% đến 5,5% tính đến tháng 5 và sau các báo cáo chỉ số tiêu dùng CPI. Gần đây lãi suất hiện khó có thể đáp ứng kỳ vọng về 3 lần cắt giảm trong năm 2024. Lần cắt giảm đầu tiên ban đầu được dự báo sẽ diễn ra vào tháng 6, nhưng công cụ FedWatch của CME Group hiện đang chỉ ra rằng lần cắt giảm này có thể diễn ra vào tháng 9. Giá vàng giao ngay, vàng và lãi suất với mức lãi suất như hiện tại, chúng thực sự sẽ gây tổn hại đến vàng. Bob Insino, trưởng nhóm chiến lược thị trường tại Park Trading Partners, cho biết, điều này cho tôi biết rằng động lực đằng sau đà tăng của giá vàng không chỉ là lãi suất, vì chúng đang bị đẩy lùi mà còn bởi căng thẳng địa chính trị. Nhanh một tí em ơi. Ví dụ Iran đã phát động một cuộc tấn công vào Israel vào ngày 13 tháng 4 làm gia tăng xung đột ở Trung Đông. Điều này cùng với cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra và căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan, chứng tỏ rằng vẫn còn những lo ngại dai dẳng có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu và thúc đẩy vị thế trú ẩn an toàn của vàng. Theo Thomas Harry, giám đốc cấp cao về kim loại quý tại CME Group, việc vàng gần đây tách khỏi lợi suất cho thấy kim loại này ngày càng được sử dụng như một chi phí chỉ báo đáng tin cậy về sự bất ổn dài hạn, trái ngược với lợi suất vốn chỉ là thước đo ngắn hạn về hướng đi của lãi suất. Vàng vẫn đáng tin cậy. Ông Hart cho biết, chúng tôi thấy những vấn đề như lạm phát đình trệ, thâm hụt cao và địa chính trị ở nhiều mặt trận khác nhau là nguyên nhân gây ra sự bất ổn lớn hơn lãi suất. Đồng thời lưu ý rằng thị trường đang coi vàng là tài sản đáng tin cậy bất kể kịch bản nào. Các hợp đồng kim loại quý có quy mô nhỏ hơn của CME Group, hợp đồng tương lai của Micro Gold và hợp đồng tương lai của Micro Silver chứng kiến khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 64.949 hợp đồng và 8.167 hợp đồng trong quý 1 năm 2024. ADV tháng 4 cho cả hợp đồng tương lai Micro Gold và hợp đồng tương lai Micro Silver đều tăng 119% và 162% so với tháng trước. Và mức ADV hàng tháng cao thứ hai kể từ khi các sản phẩm này được ra mắt. Nhu cầu mạnh mẽ về vàng và các kim loại quý khác không hề bị các nhà giao dịch hàng hóa bỏ qua khi họ đang đẩy giá hợp đồng tương lai Micro Gold và Micro Silver của sàn giao dịch này lên mức cao mới. Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong các hợp đồng VMO, Hart cho biết, và nói thêm rằng khối lượng tương tự đã xảy ra lần cuối vào mùa hè năm 2020. Mặc dù bạc không nhất thiết phản ánh lãi suất, nhưng bạc đang bắt đầu thấy bạc bắt kịp vàng vì nó đang phát triển các đặc tính trú ẩn an toàn và không chỉ được coi là kim loại công nghiệp nữa. So sánh đà tăng của giá vàng và giá bạc, các yếu tố ảnh hưởng đến đợt tăng giá của vàng kỷ nguyên mới hậu đại dịch Covid đã mang đến một lượng bất ổn chưa từng có cho vàng thỏi mỗi ngày, càng hấp dẫn. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với vàng vẫn chưa được biết, nhưng nhiều yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục đà tăng của vàng. Tâm lý nhà đầu tư, sự ổn định địa chính trị, giá trị tiền tệ và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác ảnh hưởng đến nhu cầu có thể thúc đẩy sự đánh giá cao này đối với vàng. Chuyên gia giao dịch Bob Licino viết về vai trò của vàng trong thời kỳ hỗn loạn. Hơn nữa, bản chất toàn cầu của thị trường vàng có nghĩa là mặc dù các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang có ảnh hưởng, nhưng chúng ta không phải là yếu tố duy nhất quyết định giá vàng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.